Thưa quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới đang đau đầu với tình trạng già hóa dân số. Mặc dù đã có nhiều biện pháp và chính sách để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho người già, nhưng trong xã hội thì vẫn còn nhiều góc khuất chưa được biết đến. Câu chuyện sau đây là một ví dụ. Tôi đang trông 7 đứa cháu. 4 đứa là con của con trai út, 1 đứa của con trai thứ, 2 đứa là của con gái cả. Chồng mất. Các con trai gái, dâu rể đều tới thành phố tìm việc làm. Một mình bà Yang ở lại quê nhà chăm sóc lũ trẻ. Mọi gánh nặng chăm sóc, dạy dỗ các cháu học hành đổ dồn lên vai bà Yang. Chăm sóc bọn trẻ là công việc rất vất vả. Tôi không ngủ đủ, cũng không ngủ được. Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ đi học. Chiều thì đón bọn trẻ, rồi tắm giặt, nấu ăn cho chúng. Bà cháu bị u nang thận. Lần gần nhất mẹ cháu về thăm thì bà mới có thời gian đi viện. Nhưng đến lúc mẹ cháu đi rồi thì bà cũng không thể tới viện nữa. Lúc nào đau quá bà mới tới viện, sau đó thì lại về luôn. Câu chuyện của bà Yang có thể bắt gặp ở rất nhiều miền quê của Trung Quốc. Trong khi nhiều người vẫn coi đây là một câu chuyện bình thường trong xã hội phương Đông, thì thực tế nó được xếp vào là một dạng ngược đãi người cao tuổi. Còn tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi này lại là một câu chuyện khác. Kể từ ngày vào đây sống, ông Meng Xianzhang hầu như không gặp được con mình. Con trai ông vẫn đều đặn đóng tiền hàng tháng và cho rằng như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm chăm sóc bố. Con tôi luôn nói nó bận làm việc. Tôi cũng biết thế, nhưng vẫn buồn. Con cái nên tới thăm bố mẹ ít nhất một lần một tuần. Thế nhưng có rất nhiều người đưa bố mẹ vào đây rồi mặc kệ họ. Cho tới nay, ngược đãi người cao tuổi vẫn là một vấn đề ít được nói tới. Dù tồn tại ở các nước đang phát triển và đã phát triển, nhưng nó thường không được báo cáo đầy đủ trên toàn cầu. Vấn đề càng trở nên đáng quan ngại khi mà nhiều quốc gia trên thế giới dần phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Để ứng phó, Trung Quốc mới đây đã ban hành hướng dẫn các tỉnh xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi cơ bản trước năm 2025 dựa trên các yếu tố như mức độ phát triển kinh tế xã hội và tình hình tài chính từng nơi. Chúng tôi đã, đang và sẽ làm việc với các sở ban ngành liên quan để thúc đẩy việc cải tiến liên tục hệ thống chăm sóc người cao tuổi cơ bản, thiết lập và hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả toàn diện. Cùng với đó, Trung Quốc cũng thực hiện việc cải thiện hệ thống lương hưu cơ bản, triển khai hệ thống an ninh chăm sóc dài hạn, kết nối bảo hiểm và phúc lợi. Tất cả nhằm mục tiêu chăm sóc và bảo vệ người cao tuổi, nguồn lực quý của quốc gia trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay.